Tiếp theo nội dung của bài học hôm trước, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số với nhau. Đầu tiên các em sẽ học cách chuyển đổi một số thập phân sang số nhị phân, bát phân và thập lục phân. Phương pháp chuyển đổi chung đó là đối với phần nguyên, các em sẽ chia liên tiếp cho cơ số của hệ cần chuyển đến. Số dư sau mỗi lần chia, viết đảo ngược trật tự là kết quả cần tìm. Phép chia chỉ dừng lại khi kết quả lần chia cuối cùng bằng 0. Còn đối với phần thập phân, các em sẽ nhân liên tiếp với cơ số của hệ cần chuyển đến. Phần nguyên thu được sau mỗi lần nhân, viết tuần tự là kết quả cần tìm. Phép nhân chỉ dừng lại khi phần thập phân bị triệt tiêu. Để hiểu được phương pháp chuyển đổi chung này, thì các em xem thầy giải các ví dụ sau đây. Đầu tiên các em sẽ học cách chuyển đổi một số thập phân sang số nhị phân. Ví dụ, chúng ta chuyển đổi số thập phân 57,625 sang số nhị phân. Các em lưu ý là số thập phân này có phần nguyên là 57 và phần thập phân là 0,625. Khi chuyển đổi số thập phân này sang số nhị phân, thì phần nguyên các em sẽ chia liên tiếp cho 2, còn phần thập phân các em sẽ nhân liên tiếp cho 2. Cụ thể các em sẽ làm như sau. Bước đầu tiên, các em sẽ lấy số thập phân ở phần nguyên là 57. Các em chia cho 2 thì được 28 và dư 1. Sau đó các em lấy tiếp số 28 của phép chia đầu tiên. Các em chia tiếp cho 2 thì được 14 và dư 0. Bước tiếp theo, các em lại lấy tiếp số 14. Các em chia cho 2 thì được 7 và dư 0. Tương tự như vậy, tiếp theo các em lấy số 7, các em chia cho 2, được 3 và dư 1. Tiếp theo các em lại lấy tiếp số 3, các em chia cho 2, được 1 và dư 1. Tiếp theo các em lấy số 1, các em chia cho 2, được 0 và dư 1. Đến đây thì kết quả của phép chia bằng 0 nên chúng ta sẽ dừng lại và ghi kết quả. Các em ghi kết quả số thập phân ở phần nguyên 57 tương đương với số nhị phân đó là 1 1 1 0 0 1. Các em lưu ý khi các em ghi cái kết quả trật tự các cái bit, các em phải ghi đúng như thế này: số dư của phép chia đầu tiên là bit LSB, còn số dư của phép chia cuối cùng phải là bit MSB. Các em phải ghi thứ tự các bit đúng như thế này thì kết quả mới đúng. Còn nếu như chúng ta ghi không đúng theo cái thứ tự như thế này thì kết quả chắc chắn sẽ sai. Đối với phần thập phân thì các em sẽ thực hiện nhân liên tiếp cho 2. Cụ thể, bước đầu tiên các em sẽ lấy phần thập phân 0,625, các em nhân cho 2 thì chúng ta sẽ được 1,25. Các em ghi lại phần nguyên là số 1. Sau đó các em tiếp tục lấy phần thập phân của phép nhân đầu tiên là 0,25, các em nhân cho 2 thì được 0,5. Các em ghi lại phần nguyên là số 0. Sau đó các em lại tiếp tục lấy phần thập phân của phép nhân lần thứ 2 là 0,5. Các em nhân tiếp cho 2 thì được 1. Các em ghi lại phần nguyên là số 1. Đến đây thì phần thập phân bị triệt tiêu bằng 0 nên chúng ta không nhân tiếp nữa. Tiếp theo các em sẽ ghi số nhị phân tương ứng với phần thập phân. Phần thập phân 0,625 sẽ tương đương với số nhị phân đó là 0,101. Các em cũng lưu ý đối với phần thập phân thì phần nguyên của phép nhân đầu tiên là bit MSB,
bờ. Còn phần nguyên của phép nhân cuối cùng sẽ là bit LFB. Như vậy cuối cùng chúng ta được kết quả số tập phân 57,625 tương đương với số nhị phân, đó là 111001,101. Tiếp theo các em học cách chuyển đổi một số tập phân sang số bát phân. Ví dụ, chúng ta chuyển số tập phân 266,6875 sang số bát phân. Khi chuyển đổi số tập phân này sang số bát phân, thì phần nguyên các em sẽ chia liên tiếp cho 8, còn phần phân các em sẽ nhân liên tiếp cho 8. Ở bước đầu tiên, các em lấy số tập phân 266, các em chia cho 8, được 33, dư 2. Sau đó các em tiếp tục lấy số 33 là kết quả của phép chia đầu tiên, các em chia cho 8 thì được 4 và dư 1. Bước tiếp theo, các em lại lấy tiếp số 4, các em chia cho 8, được 0 và dư 4. Đến đây, kết quả của phép chia bằng 0 nên các em dừng lại và ghi kết quả. Số thập phân 266 tương đương với số bát phân, đó là 412. Các em cũng phải ghi thứ tự các cái chữ số của số bát phân này đúng theo cái trật tự như thế này. Số dư của phép chia đầu tiên phải là bit LSG, còn số dư của phép chia cuối cùng phải là bit MSG. Đối với phần thập phân, các em sẽ nhân liên tiếp cho 8. Bước đầu tiên, các em lấy phần thập phân 0,6875, các em nhân cho 8 thì được 5,5. Các em ghi lại phần nguyên là số 5. Sau đó các em tiếp tục lấy phần thập phân của phép nhân đầu tiên là 0,5, các em nhân cho 8 thì được 4. Các em ghi lại phần nguyên là số 4. Đến đây thì phần thập phân bị triệt tiêu bằng 0 nên chúng ta không nhân tiếp nữa. Sau đó các em ghi kết quả phần thập phân 0,6875 sẽ tương đương với số bát phân, đó là 0,54. Các em cũng lưu ý số 5 là bit MSG, còn số 4 là bit LSG. Như vậy, cuối cùng chúng ta được số tập phân 266,6875 tương đương với số bát phân, đó là 412,54. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi một số thập phân sang số thập lục phân. Ví dụ, chuyển số thập phân này sang số thập lục phân. Đối với phần nguyên, các em sẽ chia liên tiếp cho 16. Còn đối với phần thập phân, các em sẽ nhân liên tiếp cho 16 khi các em chuyển đổi số thập phân này sang số thập lục phân. Bước đầu tiên, các em lấy số tập phân 1480, các em chia cho 16 thì được 92, dư 8. Bước tiếp theo, các em sẽ lấy số 92, các em chia cho 16, được 5 và dư 12. Bước tiếp theo, các em lấy số 5 ở đây, các em chia cho 16 thì được 0 và dư 5. Đến đây thì kết quả của phép chia bằng 0, các em phải dừng lại và các em ghi kết quả số thập phân 1480 tương đương với số thập lục phân, đó là 5C8. Các em cũng phải lưu ý thứ tự các chữ số của số thập lục phân, các em phải ghi đúng theo thứ tự như thế này. Số dư của phép chia đầu tiên là LSG, còn số dư của phép chia cuối cùng là MSG. Đối với phần thập phân thì các em sẽ nhân liên tiếp cho 16. Bước đầu tiên, các em lấy phần thập phân 0,429625
8,75, các em nhân cho 16 thì chúng ta được 6,875. Các em ghi lại phần nguyên là số 6. Sau đó các em tiếp tục lấy phần thập phân của phép nhân đầu tiên là 0,875, các em nhân tiếp cho 16 thì chúng ta được 14. Các em ghi lại phần nguyên là 14. Đến đây thì phần thập phân bị triệt tiêu bằng 0, cho nên chúng ta không nhân tiếp nữa. Các em ghi kết quả phần thập phân 0,4296875 tương đương với số thập lục phân, đó là 0,6E. Khi các em ghi kết quả thì các em cũng cần lưu ý các cái số 12 và 14 ở đây các em phải chuyển thành các chữ C và E tương ứng. Tại vì đối với hệ thập lục phân, các số thập phân có giá trị từ 10 cho đến 15 tương đương với các chữ số đó là A cho đến là F, như bài học hôm trước mà các em đã biết. Kết quả cuối cùng, chúng ta đã chuyển đổi số thập phân này sang số thập lục phân tương ứng đó là 5C8,6E. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi một số nhị phân, bát phân và thập lục phân sang số thập phân. Thật ra cách chuyển đổi một số nhị phân, bát phân, thập lục phân sang số thập phân thì các em đã biết và đã học ở phần thứ nhất, một la mã các hệ thống số ở buổi học hôm trước. Ở đây thầy chỉ nhắc lại mà thôi. Thứ nhất, chuyển số nhị phân sang số thập phân. Lấy ví dụ, chúng ta chuyển đổi số nhị phân 101,011 sang số thập phân thì các em sẽ lấy từng vít các em nhân với trọng số tương ứng của nó rồi các em cộng lại thì cuối cùng các em sẽ được số thập phân tương ứng đó là 5,375. Chuyển đổi số bát phân sang số thập phân. Lấy ví dụ, chúng ta chuyển đổi số bát phân 382,6 sang số thập phân thì các em cũng lấy từng chữ số của số bát phân này, các em nhân với trọng số tương ứng của nó rồi các em cộng lại thì chúng ta sẽ được số thập phân tương ứng đó là 250,75. Chuyển số thập lục phân sang số thập phân. Lấy ví dụ, chúng ta chuyển đổi số thập lục phân 5A0E sang số thập phân. Các em cũng lấy từng chữ số của số thập lục phân này, các em nhân với trọng số tương ứng của nó rồi các em cộng lại thì chúng ta sẽ được số thập phân tương ứng là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ học cách chuyển đổi qua lại giữa số nhị phân, bát phân và thập lục phân với nhau. Đầu tiên là chuyển đổi số nhị phân sang số bát phân và số thập lục phân. Các em xem ví dụ thứ nhất, chúng ta chuyển đổi số nhị phân này sang số bát phân. Phương pháp làm, tính từ dấu chấm thập phân, các em chia số đã cho thành các nhóm 3 bit. Sau đó các em thay thế số bát phân tương ứng với các số nhị phân 3 bit này theo bảng sau đây. Các em đã biết hệ bát phân dùng 8 con số từ 0 cho đến 7. 8 con số bát phân này tương đương với các số nhị phân 3 bit từ 000 cho đến là 111. Ở đây chúng ta cần chuyển đổi số nhị phân này sang số bát phân. Thì đối với các bit đứng trước dấu chấm thập phân, các em sẽ nhóm 3 bit bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên, chúng ta nhóm 3 bit bắt đầu từ bên phải sang bên trái.
chúng ta nhóm 3 bit 1, 1, 1. 3 bit này thì tương đương với số bắc phân là số 7. Tiếp theo, các em nhóm 3 bit 1, 0, 1. 1, 0, 1 thì tương đương với số bắc phân là số 5. 2 bit còn lại chưa đủ 3 bit thì các em có thể thêm bit số 0 vào đằng trước. Rồi chúng ta nhóm 3 bit 0, 1, 0. Số nhị phân 3 bit 0, 1, 0 thì tương đương với số bắc phân là số 2. Đối với các bit mà nằm sau dấu chấm thập phân thì các em cũng nhóm 3 bit nhưng mà bắt đầu từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên các em nhóm 3 bit 0, 1, 1. 3 bit 0, 1, 1 thì tương đương với số bắc phân là số 3. Còn một bit còn lại chưa đủ 3 bit thì các em có thể thêm 2 bit số 0 vào đằng sau bit số 1 này. Sau đó chúng ta nhóm 3 bit 1, 0, 0. 3 bit 1, 0, 0 tương đương với số bắc phân là số 4. Và kết quả cuối cùng, số nhị phân này sẽ tương đương với số bắc phân đó là 257,34. Các em xem tiếp ví dụ thứ hai. Chuyển đổi số nhị phân này sang số thập lục phân. Phương pháp làm tính từ dấu chấm thập phân, các em sẽ chia số đã cho thành các nhóm 4 bit. Sau đó các em thay thế số thập lục phân tương ứng với các số nhị phân 4 bit theo bảng bên dưới. Các em đã biết số thập lục phân từ 0 cho đến F tương đương với các số nhị phân 4 bit có giá trị từ 0, 0, 0, 0 cho đến là 1, 1, 1, 1. Ở đây chúng ta cần chuyển đổi số nhị phân này sang số thập lục phân thì chúng ta sẽ làm như sau. Đối với các bit nhị phân mà nằm trước dấu chấm thập phân thì các em sẽ nhóm 4 bit bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Chúng ta nhóm 4 bit đầu tiên 0, 1, 1, 1. Số nhị phân 4 bit này tương đương với số thập lục phân là số 7. Chúng ta nhóm 4 bit tiếp theo 1, 0, 1, 1. Số nhị phân 4 bit này tương đương với số thập phân là 11, tức là chữ B. Đối với các bit nằm sau dấu chấm thập phân thì các em nhóm 4 bit bắt đầu từ bên trái sang bên phải. Chúng ta nhóm 4 bit đầu tiên 0, 1, 0, 1. 4 bit này tương đương với số thập phân là số 5. 2 bit còn lại chưa đủ 4 bit, các em có thể thêm 2 bit số 0 vào đằng sau 2 bit số 1 này. Sau đó chúng ta nhóm 4 bit này lại. 1, 1, 0, 0 thì tương đương với số thập phân là số 12, tức là chữ C. Như vậy là chúng ta đã chuyển đổi số nhị phân sang số thập lục phân tương ứng. Kết quả cuối cùng, số nhị phân này sẽ tương đương với số thập lục phân đó là B7,5C. Tiếp theo, các em sẽ học cách chuyển đổi một số bắc phân sang số nhị phân và số thập lục phân. Chúng ta làm ví dụ thứ nhất, chuyển đổi số bắc phân 472,53 sang số nhị phân. Phương pháp làm, chúng ta sẽ thay thế mỗi chữ số bắc phân sang 3 bit nhị phân tương ứng theo bảng bên dưới. Chúng ta có số bắc phân 472,35. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi số bắc phân này sang số nhị phân bằng cách thay thế từng chữ số bắc phân với số nhị phân 3 bit tương ứng. Số 4, chúng ta thay thế bằng số nhị phân 3 bit là 100. Số 7, chúng ta thay thế bằng số nhị phân 3 bit là 111. Tương tự như vậy, số 2, 010. Số 3, 011. Và số 5, 101. Cuối cùng, chúng ta có được kết quả số bắc phân 472,35 tương đương với số nhị phân này.
Chúng ta làm tiếp ví dụ thứ hai, chuyển đổi số bát phân này sang số thập lục phân. Cách làm như sau. Đầu tiên, các em sẽ chuyển số bát phân này sang số nhị phân. Cách chuyển đổi số bát phân sang số nhị phân như thế nào thì các em vừa mới học xong. Sau đó các em sẽ chuyển đổi số nhị phân này sang số thập lục phân. Cách chuyển đổi số nhị phân sang số thập lục phân thì các em cũng đã học trước đó. Như vậy cuối cùng chúng ta có được số bát phân 4362,166 tương đương với số thập lục phân đó là 8F2,3B. Tiếp theo, chúng ta học cách chuyển đổi một số thập lục phân sang số nhị phân và số bát phân. Các em xem ví dụ thứ nhất. Chuyển số thập lục phân 3A6,9E sang số nhị phân. Phương pháp làm, chúng ta sẽ thay thế mỗi chữ số thập lục phân bằng số nhị phân 4 bit tương ứng dựa vào bảng sau đây. Chúng ta cần chuyển đổi số thập lục phân 3A6,9E sang số nhị phân. Thì lần lượt chúng ta sẽ thay thế các chữ số của số thập lục phân này bằng số nhị phân 4 bit. Số 3, chúng ta thay thế bằng số nhị phân 4 bit là 0011. Chữ A tương đương với số thập phân là 10. Chúng ta thay thế bằng số nhị phân 4 bit đó là 1010. Tương tự như vậy, số 6 tương đương với số nhị phân 4 bit 0110. Số 9, 1001. Và chữ E, 1110. Kết quả cuối cùng, số thập lục phân 3A6,9E thì tương đương với số nhị phân như thế này. Chúng ta làm tiếp ví dụ thứ hai, chuyển đổi số thập lục phân D6,B sang số bát phân. Đầu tiên, các em sẽ chuyển số thập lục phân sang số nhị phân. Cách chuyển đổi số thập lục phân sang số nhị phân, các em cũng vừa mới học xong. Sau đó các em chuyển đổi số nhị phân này sang số bát phân. Cách chuyển đổi số nhị phân sang số bát phân thì các em cũng vừa mới học xong. Như vậy, chúng ta có được kết quả số thập lục phân D6,B bằng với số bát phân 326,54.